là hai vật. Hai vật thật rồi. Ôi. Nước tương cao cấp Jinsu mới thơm ngon tới giọt cuối cùng. Jinsu Foods. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Con không biết là dì đang định nói gì với con, nhưng con nghĩ dì không nên lớn tiếng vậy đâu. Lỡ em bé nghe được thì không hay đâu dì. Con mời bà. Ủa, con sao thế? Con ốm à? Con bị làm sao hả? Dạ, con không biết nữa. Tự nhiên mấy ngày nay con cảm thấy trong bụng khó chịu quá, cứ ngửi mùi đồ ăn là buồn nôn liền. Bà chúc mừng con, chúc mừng con. Con ơi, gọi điện cho anh hai về, bảo chúng nó về đi cho chúng nó mừng. Chúc mừng con rể nhá. Cháu dâu anh Thư đã có thai rồi, con rể sắp sửa được lên chức ông nội đó. Là hai vật. Hai vật thật rồi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Con không biết là dì đang định nói gì với con, nhưng con nghĩ dì không nên lớn tiếng vậy đâu. Lỡ em bé nghe được thì không hay đâu dì. Cô có nghĩ là mình ăn mừng như vậy là quá sớm không? Con nghĩ chúng ta nên ngừng đấu đá được rồi đó dì. Quá khứ của con không có gì để đào bới hết, nên dì hãy dừng lại đi. Mà cho dù dì có tìm thấy gì đi nữa thì cũng đã quá trễ rồi. Bây giờ con đang mang thai đứa con của anh Đăng, thì không ai có thể đuổi con ra khỏi nhà được nữa đâu. Cô tự tin quá rồi đó. Cô nghĩ là việc mình có cái thai có thể che đậy đi được cái quá khứ mờ ám của cô à? Quá khứ mờ ám của con là gì vậy? Không lẽ dì vẫn muốn bịa đặt ra một đứa trẻ không hề tồn tại để đổ oan cho con sao? Con đã quyết định buông tay thì dì cũng nên dừng lại được rồi. Nếu dì cứ tiếp tục gây chiến thì con sẽ không nhượng bộ đâu. Buông tay sao? Vậy sao cô vẫn cứ cố chen vào chuyện làm đám cưới của Đăng Khoa? Con thực sự mong muốn Đăng Khoa sẽ được sống bên người mà nó yêu thương, giống như con và anh Hải Đăng bây giờ vậy. Cô thật không biết phép tắc là gì nữa rồi. Nhưng tôi không thèm quan tâm đến những cái lý lẽ dối trá đó của cô đâu. Tôi chỉ muốn nhắc lại cho cô nhớ, nếu như tiếp tục xen vào chuyện của tôi và con trai tôi thì tôi sẽ làm cho cô đến hối cũng không kịp đâu. Hối cũng không kịp sao? Dì ơi, dì tỉnh táo lại đi. Phần thắng đang nghiêng về phía con mà dì. Cô nghĩ là mình sẽ được yên ổn và hạnh phúc bên cạnh Hải Đăng à? Cô tưởng tượng đi, nếu như một ngày nào đó nó biết được cái quá khứ mờ ám đó của cô, liệu nó còn yêu thương và bảo vệ cô nữa không? Tôi cũng đang chờ được thấy cái kết quả đó đây. Tôi rất hào hứng đi chờ đợi xem cái ngày mà tất cả những sự thật mờ ám đó của cô được phơi bày. Bởi vì sao? Không có lửa thì làm sao mà có khói? Đây là địa chỉ của bác sĩ Tuyết Lan, rất là nổi tiếng, bạn thân của cô Yên Đan. Mình nói với con dâu qua bên đó khám đi cho an tâm. Cảm ơn mình nhiều lắm. Hôm nay tôi sẽ thực hiện kế hoạch. Chị chờ tin vui đi. Được rồi. Alo. Dạ, tôi nghe. Tôi đã làm theo lời đề nghị của cậu rồi đó. Sau ngày hôm nay, tấm hình 20 năm trước của anh Thư sẽ được phát tán rộng rãi.
và chắc chắn sẽ có người nhận ra cô ta. Sau khi chương trình phát sóng, cậu nhớ theo dõi kỹ lưỡng tất cả các bình luận và không bỏ lỡ bất cứ điều gì, nghe chưa? Dạ, tôi biết rồi. Trà My ơi! Trà My à! Mẹ vào đi mẹ! Cháu dâu muốn vào chào con này. Con có việc đại sự gì mà ở lì trong phòng suốt từ sáng đến giờ thế? Dạ, con đến chào dì để đi làm. Tối nay con về hơi trễ, dì đừng chờ con nha. Được rồi, đừng làm việc quá sức đó. Nghe nói hôm nay là một ngày làm việc quan trọng với con. Buổi ghi hình thuận lợi nha. Cảm ơn dì đã lo cho con. Chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi mà dì. Vì bây giờ đâu có gì cản trở con được nữa. Con chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi. Con đi nha dì. Con chào bà. Ừ. Con làm như vậy là đúng đấy. Mẹ chồng nàng dâu cứ là phải hòa thuận thì gia đình mới êm thấm được. Này, con bé tiếng thế thôi mà mấy hôm con đi vắng nó chăm sóc mẹ chu đáo lắm. Nó rất rộng rãi nhá. Mẹ thích cái gì là nó mua tặng mẹ luôn. Đấy, nói mới nhớ ra, mẹ phải lên thử ngay cái váy cháu dâu vừa mới mua tặng. Không có gì cản trở sao? Cô ngây thơ hay là ngu ngốc thật vậy? Được thôi, vậy cứ tận hưởng đi. Thường thì trước khi cơ bão ập đến, trời quang mây tạnh mà. Cậu đúng là cha của đứa bé đó hả? Có đúng không? Nếu đúng như vậy thì bây giờ đứa nhỏ đó đã hơn 20 tuổi rồi. Để coi sao đã. Bây giờ đứa bé nó đang ở đâu chứ? Nếu như cậu mang đứa con của anh Thư ra cho tôi hứa sẽ thưởng công cậu thật hậu hĩnh. Thưởng hả? Nhiều. Cậu cứ mang đứa nhỏ đó ra đi, tôi không để cho cậu bị thiệt đâu. Đâu có được bà chị. Lỡ lúc đó bà chị qua cầu rút ván rồi sao? Tôi sẽ mua lại bức hình này với giá 10 triệu. Nếu như cậu mang đứa con của anh Thư đến trước mặt tôi thì tôi sẽ trả cho cậu gấp 10 lần chỗ này. Hòa Vương 20 giờ thứ 2, 3, 4 hàng tuần xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VOON.